Chào tất cả anh em mình ha. Em lên tiếp cho anh em một cái con máy ế của tiệm em đây. Con máy này đúng là con máy ế đó. Cái này anh NS, để em coi NS máy. Em nhìn cho. Cảm ơn nhìn ý. Em nhìn trước anh em ơi, nhìn sao không được nhìn trước. Rồi nhìn trước cũng thấy luôn. Cái này bấy, rồi gác nước nữa. Gác nước thì em nói thật sự với anh em là cái này 10 điểm luôn chứ không còn 9 điểm rưỡi chứ. Nó đẹp như là NS 70. NS 70 hả? Đẹp cái này đẹp đẹp tuyệt vời luôn. Ốc còn đen. Ốc nó đen thù lùi luôn, chưa chốc nó sơn nó chạy. Quá khứ máy nè. Nhưng mà tại sao đẹp mà ế? Lý do là sao? Làm chu cơ là vì sao ai biết vì sao? Tại muốn ế lễ anh em ơi, nhiều khi người ta đẹp người ta không thèm có chồng anh em ơi. Ở chơi gì đó, cho trai thèm chơi. Đây, bánh chớn thì máy này là lúc trước là dòng máy đề nha anh em. Dòng máy đề. Còn hiện tại thì cốc đề em lột ra mất tiêu rồi. Không phải là bây giờ hiện tại là nó không có cốc đề, em bán theo cái giá là không có cốc đề nha anh em. Boe hứng trời, hứng nước trời. Còn cái boe thì về đây, hai anh em con đẩy máy này vô trước đi. Còn cái boe thì nó gì nè. Anh em nào chốt thì em tặng cái boe này anh em lưu ý nha. Anh tặng cái boe khác chứ để gì nó hứng nước ạ. Còn nhờ con nghiêng qua giùm bác ơi. Số seri của máy này là 812987, 812987. Anh ở 70 hả con? Nãy nó nở 70. Nở 70. Đạn gió. Nở 70 đạn gió. Máy thì cái ghép nước này nhìn tới tiền luôn. Ghép nước này giờ nó thật sự với anh em lột ghép ra. Không còn bán 80.5, nó két đẹp giờ bán 1 triệu luôn. Cái két không á. Máy thì nó liền lạc, cái lóc nó đẹp như nè. Đó. Bộ có dầu nguyên zin hết. Rồi bác nhờ con trai đứa nào test ở đây test giùm bác đây. Này nữa em tặng cho anh em cái que. Cái thùng dầu mất sọp anh em ơi. Nó có điểm trừ duy nhất. Trúng. Thôi vậy hết mọi người. Lúc test cái tiếng thì thầm nữa nè. Dạ thua kệ. Thấy thua. Con đắt con mở cái dây gió này, nãy dây gió này ra đây. Mở này ra đây. Thử coi nó kêu cái nào, con lấy cái vít con xeo con lăn ra. Cái dừng kẹp tay nha. Em xác định được là nó kêu đằng dưới hay đằng trên. Kêu nghe về đi con ơi. Sao mấy gì nó tiếng nó gốc dữ mà nó kêu nghe thi. Nó ghét anh em ơi. Ấy còn chuyển biết cái thai không? Không trong con nãy ra nó mới nhảy ra ngoài chứ con trai. Ừ con này nó chạy trong nó rồi trong con vít cá. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Con kẹt tay nè, con lăn vô đó nó kẹt tay con một cái là nó khóc. Ba má qua không kịp luôn á. Giờ không cái thai này chưa biết. Ở ngoài con vít vô nó nhảy vô trong nữa rồi. Hoặc là con xéo này nè. Dễ ợt. Ở trong con vít giá, ở trong con vít giá. Chứ ở trong đi lăn chứ này trời ơi trời lăn ngược không à. Ừ trời con gà tay nè. Lăn qua đó lột cái dây Google này ra luôn rồi nghe thử nó kêu có tiếng gì vậy. Ừ chết mình chưa. Nhóc quá dài rồi. Chị lặn lên lên trên đi con.
Không có giờ con dít con bẻ này nè. Theo con dít lại cái này thử ra. Cho nó quát ra ngoài một tí được không? Rồi cái này có kinh nghiệm ha. Nó giờ dư có kinh nghiệm, bữa nay có kinh nghiệm ha. Em cho nghe thử cái máy nó còn chưa. Hết chưa luôn. Độ nhảy nó cái nào nó còn dí nó còn bóc quá nè. Rồi tắt đi chơi nhà con test lại cái nữa thử coi mấy tua coi cái độ nhảy nó coi. Còn mấy con cứ rửa đỡ máy đi. Ba tua. Rồi đắt luôn đi con. Rồi em cũng xin báo giá anh em luôn ha. Máy này là bao gồm thay đạn gió luôn anh em. Là em bán cho anh em là 5,5 triệu anh em ơi. 5,5 triệu NX 70 đạn gió. Là giá bao gồm 5,5 triệu là có thay đạn mình rồi ha. Còn phí ship của máy này là 400. À, hôm nay em xả hàng anh em tính anh em 5,4 triệu thôi. 5,4 triệu là có thay đạn gió cho anh em luôn. Phí ship 400 là 5,8 triệu. Và anh em có một cái Yanma NX 70 gió đạn đẹp. Cái này là đẹp. Em theo em nhận xét là rất là đẹp luôn đó, chứ không phải đẹp bình thường. Lóc anh em nhìn nè. Đó, anh em nào làm được alo dùm em nha. Rồi em xin nhắc lại lần nữa ha. Cái máy này hôm nay em tính cho anh em là 5,4 triệu. Là bao gồm có hai đạn của quạt gió là giá bán 5,4 triệu phí ship 400. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản, anh em cọc cái tiền phí ship nha, phần còn lại là nhận hàng là kiểm tra số xe ghi đổ nhất vô hai test máy anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tụi con nha. Rồi chào tạm biệt anh em.